Cái này thì em thấy vợ em nhiều khi cũng nghĩ nó suy nghĩ rồi nói nó hơi tiêu cực một tí. Tiêu cực Dạ. đó, thí dụ Ví dụ như là nhiều khi giận em một chút gì đó, hay là nhiều khi nói vu vơ vui vui thôi, rồi ta sẽ lại yêu, rồi ta sẽ lại yêu, yêu một người mà quan tâm ta, yêu người ta. Còn nhà ngươi đi 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 đi. Cái này một màu xanh xanh chấm thêm vàng đỏ, vàng nghĩa là vàng vàng. Xin chào hai vợ chồng. Dạ, lời đầu tiên cho em xin phép chào anh Thuận, chào chị Vân, chào các đồng chí có mặt tại trường quay, chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trương Hoàng Trương Long, em năm nay 27 tuổi. Em nghề nghiệp của em là bộ đội, đơn vị công tác của em là Lữ đoàn Công binh 550 quân đoàn 4. Còn đây là vợ của em. Vâng, dạ vâng, khỏi giới thiệu chắc là chắn anh biết rồi. đây là vợ em. Rồi mời em. Em sẽ tự giới thiệu, em tên là Trịnh Hoàng Yến. Hôm nay em 27 tuổi, thì em đang làm nhân viên văn phòng. Không biết là cơ duyên nào mà Long và vợ mình là hai bạn lại gặp nhau. Dạ, em với lại chồng em gặp nhau là gặp nhau qua trên một trang mạng, trên trang Confession á. Dạ. Rồi em với chồng em gặp nhau trên đó, xong rồi chồng em mới nhắn tin với em trước. Cái lần mà các bạn là gặp nhau, cái biết nhau đó là cách đây là bao lâu? Dạ, hơn một năm. Mới mới có đây hơn thôi một à? năm. Là Hơn một thời năm. thời gian bọn em quen nhau là 5 tháng, và đến thời điểm bây giờ là bọn em cưới được 9 tháng, là trong vòng 14 tháng Cặp đôi này cũng siêu là tốc mới luôn. đây đó, là đó. Tiến Mới trình. đây đúng không? Rồi em vào tham gia sau trời xui đất khiến sao em lại gặp anh Thiên Long đúng không? Dạ không, thì giờ em cũng không biết mà tại sao mà chồng em có nick Facebook mà để nhắn tin với em. Thế bây giờ chồng kể đi. Dạ. Bây giờ là Long nè, Long kể đi. Em thấy nick Facebook của vợ em bây giờ bình luận ở trong trang Facebook. Tức là Xong từ rồi. Facebook là mà ra. Rồi, xong Rồi. em vào trang cá nhân, em thấy các cái thông tin rồi thấy hình ảnh, thấy cô này cũng dễ thương, cũng hay đi có những cái sở thích như đi du lịch, thì mình cũng cảm thấy là cũng nhìn cũng bắt mắt. Nhìn cũng bắt mắt. Rồi cũng biết bắt đâu mắt. biết đâu mà khi mà yêu thì mình cũng được đi đó đây với người này để cho nó mở mở Tức mang. là ngay từ đầu là đã có ý định, có nhà manh nha là muốn đồng hành với cô gái này rồi. Rồi thế còn ấn tượng của Yến về Long thì sao? Lúc đầu gặp nhau á thì em thấy rụt rè, rụt ít rè. nói, cứ ngồi khúm núm vậy nè, tất cả là đều em bắt chuyện em hỏi đầu tiên, mà khi mà xuống gặp em lần đầu á là phải đem theo vệ sĩ nữa. Vệ sĩ? Dạ. Bây giờ phải hỏi Long nè, tại sao một người thanh niên trai tráng, một người làm trong quân đội, mà khi mà gặp gỡ một cô gái nhỏ bé thế này mà anh lại dẫn theo vệ sĩ? Là bạn em hả? Dạ, người này là một người anh của em. À. Dạ, thì hôm đó cũng vô tình là một người anh này xuống xuống chỗ em chơi. Cái anh này cũng ở xa, anh cũng xuống chơi, nên là nhiều khi em cũng thấy bỏ anh ở nhà một mình thì cũng cảm Tiện thấy tiện quá, dạ, đưa anh đi tiện luôn. tiện đi xem cô gái này như thế nào. Xem mắt. Thì dạ, thì về anh của em là được đấy, được đấy. Dạ. Nhưng mà sau đó về nhà thì có ấn tượng gì về về bạn này không? Thì em thấy cũng cao ráo mà mắc cười lắm anh. Lúc đầu đi gặp á là em ấn tượng chắc cách mặc đồ. Dạ. Đồ Là mặc sao? một cái áo thun màu vàng ôm sát vô người, với lại một cái quần tây á, mà quần tây hồi xưa đi học cấp 3 á anh, quần màu xanh luôn á, quần tây xanh á, hồi xưa đi cặp học cấp 3. Xong rồi hở với lại một đôi giày tây. Cái xong em nghĩ trong đầu á, trời ơi, thời buổi này ai còn ăn mặc vậy nữa, sao mà quê dữ vậy, sao mà quê dữ vậy. Em nói nhiều khi em nói hay là ở trong doanh trại lâu quá rồi không có ra bên ngoài hay sao. Ủa nhưng mà là cái đó là em chủ động em lựa hay là hay là anh lựa cho kia em? tư vấn Hay là đúng rồi, anh kia tư vấn. Mới đầu thì em cũng thích cái phong cách là mặc áo có cổ, bó bó người một chút để cho nó lộ cái body của mình ra. Muốn khoe Đúng body. rồi, có thấy body không? Em thấy lưng dài sọc sọc. Rồi thì bao lâu coi như là chính thức là yêu nhau? người yêu nhau? Khoảng cuối tháng 12, thì khoảng đến ngày đầu tháng 2 thì bọn em bắt đầu tìm hiểu nhau. Hai tháng À, hai đó, hai tháng tháng đó, đó. Mất Đó. hai tháng. Cái lúc ảnh tỏ tình đó có lãng mạn không Yến?
Thì sao lúc tỏ tình thì cũng ở đơn vị chứ không được ra ngoài, nói chuyện qua điện thoại thôi. Nói chuyện qua điện thoại, tỏ tình qua điện thoại. Dạ. Trời ơi. Anh sao em chấp nhận gì Yến? Tại vì lúc đầu em nhìn thấy à cha này cũng ngon đó, em thấy cũng được đó, em thấy cũng chấm ngon đó. Thì cái lúc đó hả, gọi điện cho em xong rồi cái bảo là Long ở trên đơn vị á cũng không ra ngoài được, nên thôi hả tiện đây Long muốn mà nói một hồi lâu lắm, rồi nói dài dòng lắm, xong rồi Long mới nói là ở vị thôi cho Long tỏ tình lo Yến làm người yêu Long nha đó. Yến làm người yêu Long nha. Rồi Yến trả lời liền không hay là Yến suy nghĩ? Dạ thì em tại vì trong lúc đó thì em cũng mượn rượu tỏ tình. Rượu có cái bài hát đó thì em cũng làm liều. Làm liều. Dạ, tối hôm đó là em cũng có uống rượu, tại vì hôm đó cũng ngày Tết nên là cũng vui vẻ nên là em tỏ tình luôn. Dạ. Rồi vợ em thì lại nói với em một câu là có đồng ý hay không thì cũng đừng có buồn nhé. Lúc đó là thấy là kiểu như không đồng ý ngay mà phải vòng vo tí. Dạ. Xong sau đó thì Yến đồng ý. Lúc đó là thấy êm êm rồi, ngon rồi. Sau đó là em được nghỉ á, được nghỉ em ra khỏi đơn vị đó, thì em có chạy ngay đến nhà Yến không? Và Yến có đưa em về nhà của Yến không? Dạ thì sau khi tối hôm đó ra thì thời gian tiếp theo em được nghỉ thì em có về xuống nhà chở vợ em đi chơi dạ, ở khu du lịch. Dạ, tại vì... cái cảm giác lúc đấy chắc là thích lắm nhở, tại vì mình tỏ tình xong rồi bây giờ mới được gặp. Dạ. Đúng không? Lao dạ, đúng đến rồi. Không? Dạ. Gặp nhau rồi có ôm nhau luôn không? Không chị. Chưa đâu. Chưa đâu. Và cái cảm giác mà lần đầu tiên được người yêu mình ôm mình sau lưng. Sau. Dạ. Thì sau bao lâu không có người ngồi sau yên xe thì nay đã chính thức có nên là rất là vui. Rất là phấn chấn. Dạ. Không còn không phi còn... như bay trên đường. Dạ. Nhưng mà có khi nào mà về trễ quá mà bị vô đơn vị thì không được. Đúng không? Vào đơn vị đâu được. Rồi có xin tá túc ở nhà của Yến không? Thời điểm đó thì em cũng có được nghỉ qua đêm. Nên là em cũng... nghỉ qua đêm ở nhà của Yến? Dạ. Em đánh trực diện luôn. Em dạ. Tấn công thẳng luôn. Dạ. Nhưng mà phụ huynh có đồng ý không? Hay là cản trở? Dạ, lúc đó thì ba mẹ em đi du lịch ở Bắc. Còn bà nội ở nhà thì có nói với nội, nói nội con tìm hiểu bạn này thì trước đó cũng có kể rồi. Xong rồi nói cho Long ở lại nha nội. Xong rồi nội kêu ừ, nói vậy thôi, kêu nó qua bên giường mày ngủ rồi mày qua ngủ với tao. Đồng ý nhưng mà vẫn phải là mỗi người một nơi. Nhưng mà ba mẹ của Yến thì khi mà gặp Long thì sao? Bình thường thì ba mẹ nói thì giờ hả con đặt đâu ba mẹ ngồi đó. Trời ba mẹ hiền quá. Thế là hai vợ chồng lấy nhau, cái cuộc sống sau hôn nhân như thế nào? Có cảm thấy là hạnh phúc nguyên mãn không hay là hơi có xíu vỡ mộng? Em cũng chuẩn bị tâm lý sẵn rồi là lấy chồng bộ đội á, là nhiều khi anh phải xa nhà chứ không có được ở nhà nên đúng rồi. Em cũng chuẩn bị tâm lý sẵn nên là nhưng mà vẫn có thấy đôi chút hơi buồn. Thân. Dạ. Trong chương trình này ấy, nó có một cái phần mà đôi nào cũng thích, đấy là được kể xấu người kia mà không sợ bị phán xét. Bây giờ đến cái phần này rồi thì chắc là nhường cho Long đi. Nhường cho Long nói Long trước. Ít nói đúng rồi, Long ít nói lắm. Bây giờ Long thoải mái đi, chia sẻ hết sức chân thành những cái gì mà mình muốn vợ mình thay đổi. Cô ấy có tật xấu gì không? Đúng rồi, tật xấu của vợ mình là gì? Qua chương trình này thì cũng được nói xấu vợ. Đó. Em cũng mạnh dạn em nói mạnh dạn lên. Vỗ tay nào. Chờ đợi đúng không? Chờ đợi nãy giờ đúng không? Vợ em thì nhiều khi là giận hờn một cách là vô lý. Dạ. Nhiều khi là chưa hiểu công việc của em. Xong rồi giận em một cách vô lý. Nhiều khi là em không nghe được điện thoại bởi vì công việc. Tại vì nhiều khi là em không xem điện thoại. Tại vì em chuẩn bị cho các cái nhiệm vụ tới, tính toán các cái thứ. Nhưng mà vợ em lại thấy em không gọi. Thấy em gọi mà không nghe máy thì lại giận. Xong rồi giận vô lý. Còn nhiều khi bắt đầu là cuối tuần về xong rồi đang nói chuyện rất là vui. Xong rồi hỏi anh ơi, tuần này hình như mình chưa giận nhau nhỉ? Tuần này hình như mình chưa giận nhau nhỉ? Là mỗi tuần là cứ phải giận một cái để cho nó vui. Dạ. Ô anh ơi, tuần này mình chưa giận đó. Đang yêu. Mà giận này thì thường thì vợ em hay giận vậy đó. Còn em thì dạ, em thì công việc nó cũng... Và mỗi lần giận vậy á, mình có năn nỉ hay là có hành động gì để cho cô ấy nguôi giận và huề lại với mình không? Thường là hành động gì? Thường thì em mỗi lần về là được nghỉ ra em chạy về là em thấy lại
nói chuyện qua nói chuyện lại là lại thấy bình thường. Dạ, tại vì em biết là hay giận vô lý nên là thôi thì giận thì giận mà thương thì thương đúng không? Rồi còn tật xấu gì cái thế nào? Cái lần mà giận mà khoan để anh hỏi cái này là cái lần mà giận lâu nhất á là bao lâu? Bao lâu? Dạ thì chắc khoảng 1-2 tuần đến cái thời điểm mà tiếp theo hai vợ chồng gặp nhau. Trời ơi, giận lâu dữ vậy. Dạ. Tiếp tật xấu đi. Tiếp tục nào, còn tật xấu nào nữa không? Thì cái này thì em thấy vợ em nhiều khi cũng nghĩ nó suy nghĩ rồi nói nó hơi tiêu cực một tí. Tiêu cực? Dạ. Ví dụ như là nhiều khi giận em một chút gì đó hay là nhiều khi nói vu vơ vui vui thôi. Rồi ta sẽ là yêu, rồi ta sẽ là yêu. Yêu một người mà quan tâm ta, yêu thương ta. Còn nhà ngươi, đi đi, đi đi. Cái này nói là cố tình cho ông nghe đúng không Yến? Đúng không? Cái này là vợ em nói nhưng mà em ở góc độ em hiểu, em chỉ cười thôi. Dạ. Tại vì nhiều người phụ nữ nhiều khi họ có nội tâm. Dạ. Người chồng thì có thể mình chưa hiểu hết. Dạ. Thì mình lẫy đó, dạ. Lẫy mà. Dạ. Người phụ nữ nào cũng muốn được yêu hết á. Ừ. Mỗi lần nói như vậy em hành động sao? Em kiên quyết không, em là của anh, không, em là của anh. Đúng rồi. Thế mà là bản lĩnh của một anh quân nhân chứ đúng không? Khẳng định chủ quyền ngay. Khẳng định luôn. Em là của anh. Đó, rồi bây giờ em mong muốn ý thay đổi điều gì? Dạ thì em cũng muốn là vợ em hiểu em hơn trong công việc, suy nghĩ tích cực hơn. Vợ em thật ra là một người rất hiểu tâm lý trong công việc của em. Vợ em cũng có động viên. Dạ. Thế rồi bây giờ tới Yến. Tật xấu của chồng em là nói chuyện hay nhăn. Hay nhăn? Dạ, em thì tính em cũng hay lặp đi lặp lại, nói lặp đi lặp lại là mặt cứ nhăn nhăn mà giọng nói cứ nặng trịch vậy đó. Hay nhăn mặt rồi điểm thứ hai. Thứ hai là chắc hay lề mề chậm chạp. À lề mề chậm chạp. Ví dụ, ví dụ như là mấy anh mà quân nhân là rất là nhanh mà. Tác phong quân đội luôn. Tác phong quân đội phải rất nhanh. Rầm rắp luôn. Cái đó ví dụ vạch ra đường lối á, nói ví dụ như ngày mai anh dậy chở em đi ăn sáng uống cà phê đó, thà nói trước như vậy đó, phải nói trước để anh thì sắp xếp đó. Đúng rồi, chứ còn hả đụng cái không nói năng gì, nói anh dậy đi ăn sáng uống cà phê là bắt đầu là cũng lề mề chậm chạp với lại hay nhăn nữa, thôi nay ngủ hay gì đó. Thật ra do cái tính chất công việc của Long nữa, cái gì nó cũng phải có kế hoạch. Anh ấy có lãng mạn không? Lúc mới yêu thì lãng mạn, xong thì cưới về thì cũng ít lãng mạn rồi. Nói chung là đâu có nắm tài chính đâu, không có lãng mạn ha. Không lãng mạn. Ngày sinh nhật vợ, những ngày kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm ngày quen nhau, hay là những cái ngày dịp lễ rồi đó thì anh ấy có nhớ bày không? Tỏ cái tình cảm hay là có nhớ không? Dạ cũng có. Xong rồi thì tài chính thì em nắm hết. Xong rồi cái sắp tới ngày lễ đó rồi cái nói em ơi thôi cho anh mượn ít tiền đi đó, cho mượn ít tiền mua quà cho em. Anh ấy đáng yêu mà, chứ thật ra mình có tiền đâu mình tặng đúng không? Đúng rồi. Thử mà em đi mua một món quà đi mà không mượn tiền đi là về thế nào cũng bị chất vấn. Đúng rồi, tiền ở đâu ra mà anh có, đúng không Long? Dạ đúng rồi ạ. Mà có thường xuyên quan tâm rồi nhắn tin cho vợ rồi chia sẻ với vợ hay không? Thường xuyên nhắn tin thì cũng ít lắm. Giờ này công việc chắc cũng bận hay sao á, nay cũng ít nhắn tin lắm. Dạ. Rồi thế bây giờ mong muốn chồng thay đổi điều gì? Dạ, em mong muốn chồng em thay đổi là nhiều khi một công việc em nói cũng hơi nhiều thiệt, nên mong chồng cũng ít nhăn nhó lại. Bớt nhanh. Dạ. Rồi. Đó. Làm gì thì cũng nhanh nhẹn đi chứ đừng có để mà nhắc tới thì mới làm, hoặc là nói vài lần thì bắt đầu mới làm nữa. Chị em chỉ mong muốn như vậy thôi. Về chị cho em một cái bí kíp nhá. Em cầm thủ sẵn trong tay một cái hương nhỏ này. Mỗi lần chồng em nhăn em dơ lên. Em cứ dơ lên chiếu thẳng mặt anh ấy để cho anh nhìn thấy cái mặt anh ấy lúc đấy. Đó, thế là sau một vài lần là chị đảm bảo với em là tự khắc là sẽ thay đổi. Các bạn đúng nghĩa là vợ chồng son. Rất là son luôn á. Tranh thủ tận hưởng những cái giây phút ở bên nhau để mà chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống để xây dựng một cái đời sống vợ chồng nó lâu dài hơn nhé. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng đến với một khoảnh khắc rất là ý nghĩa trong chương trình, đó là mọi người đều mong muốn được nhìn thấy hai vợ chồng trao nhau một cái ôm tình cảm và nói những lời biết ơn dành cho nhau. Đây là một cái giây phút rất là lắng đọng. Có nói gì với vợ không? Cảm ơn vợ. Cảm ơn vợ. Cảm ơn vợ. Vợ có nói gì với chồng không? Cảm ơn anh đã đến bên em. Đó. 1995 hả? Rồi. 1995.
Rồi. Bác sĩ quê ở Gia Lai. Bác sĩ về cái gì? Bác sĩ răng hàm mặt. Bác sĩ răng hàm mặt. Rồi. Hiện tại Phú là ở đó với ai em? Mình đang quê quán thì ở Gia Lai, nhưng mà đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, ở nhà trọ. Sống thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Giờ là hiện tại đang ở một mình đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok, bây giờ em giới thiệu giúp chị điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm yếu ha. Điểm mạnh là gì ta? Biết việc nhà, giỏi việc nhà, nấu ăn, thể thao. Rồi. Rồi gì nữa nè? Công việc thì thuận lợi, cái chung có ý chí cầu tiến. Tại vì chị nghĩ là em là bác sĩ đang làm mặt ha, thì cho chị hỏi sơ cái là cái gì chị? Hả? Em nghe không rõ, sao bị rớt màn hả? Ý là cái thu nhập hiện tại của mình là bây giờ là bao nhiêu? À, 50 triệu một tháng. Wow, ngon lành. Rồi, bây giờ điểm yếu của mình là gì nè? Điểm yếu mình là lâu lâu hơi nóng tính đó. Nóng tính hả? Bình thường mình nóng nhất là mình làm cái gì? Nóng nhất là... Không, mình cũng bình thường, lúc làm việc thì nóng tính thôi, chứ còn bình thường ở ngoài thì cũng không có nóng lắm. Ừ, rồi, bây giờ về cái tình trường đi, thì em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình rồi. Ừ. Mối tình gần, mối tình gần gần nhất là chị T cách đây gần 2 năm rồi. Em mới lần thứ 3 hả? Đúng rồi, là quen quen hơn 3 năm đó. Mà chia tay cách đây gần 2 năm rồi. Chia tay cách đây 2 năm là lý do tại sao chia tay? Mỗi người công tác một nơi rồi, nó tự nhiên lạnh nhạt dần á. Thì quen lâu quá bạn. Quen 3 năm mà lâu gì? 3 năm lâu chứ. Chưa đủ lâu hả? 3 năm quen không, không lâu hả? Rồi, ý là những cái mối tình trước là thời học sinh. Quen là học sinh ha. Rồi ok thôi qua cũng được, nhưng mà ý là quen em kể sơ về cái cuộc tình mối tình thứ ba của em đi, là yêu cô ấy như thế nào, quen nhau ra sao, gặp từ sau cô ấy. Yêu thì hai đứa chung trường, chung nghề. Đồng nghiệp luôn á. Ừ, ở chung trường. Chung nghề. Đồng rồi. Nghiệp. Rồi. Thì đồng nghiệp và tình yêu bác sĩ đó, nó có những cái mâu thuẫn về công việc nữa, cho nên lâu ngày đó nó không cùng tiếng nói. Ủa em ơi, nhưng mà bây giờ nè, em là bác sĩ thì ở ngoài em có khó khăn để tìm người yêu không mà em phải vào chương trình? Thì em cũng không phải khó khăn ở ngoài, nhưng mà em thấy là chương trình, em xem chương trình á. Em thấy có một số bạn, em thấy nó cái độ tin tưởng nó cao hơn á. Rồi. Là chắc ăn là tham gia đúng không? Chứ còn về chỉ vô chơi vui rồi sau đó suy nghĩ lại thì phải suy nghĩ trước nè. Em hiểu ý chị nói không? Tại nhiều khi chị nghĩ là điều kiện của em là nó không khó khăn để tìm ở bên ngoài. Đó. Ừ. Nhưng mà em hỏi là giả sử casting thì còn bao lâu nữa ta? Đến chuẩn bị lên thằng á. Thường thì khoảng, nếu như mà cái lịch quay một tháng nó có hai lần lận em, cho nên ví dụ có thể đầu tháng, cuối tháng, bây giờ có thể là cuối tháng. Là em sẽ đó, em thì em có sắp xếp được dễ không? Ừ. Thì được thôi, nhưng mà giới thiệu là em sẽ lên TV luôn hả? Đúng rồi, ừ, lên TV luôn chứ. Là một tháng sau là lên luôn hả? Đúng rồi. Ủa là đó thì đó, chị nên chị mới suy nghĩ lại đó. Ừ. Sao? Được không? Thì... em sợ mình lên nổi tiếng quá. Đúng rồi, đó nên chị mới hỏi lại em đó. Yeah. Ừ. Em có được suy nghĩ là... lên thì nổi tiếng chứ có gì đâu. Ủa em không, đang muốn kiếm vợ mà đúng không? Nếu thật tình em muốn kiếm vợ thì chị muốn mà nổi tiếng tốt cho em chứ chả có gì hết. Em muốn cưới vợ rồi em không khởi nghiệp mà, em mở mở riêng em làm mà. Ừ, đúng rồi. Vậy là sáng suốt em ơi. Rồi vậy tham gia nha. Bác sĩ là mình nói mình hứa hứa nha. Chị sợ mấy bạn suy nghĩ lại lắm, cho nên nó cũng sẽ mất cái thời gian của cả em và của cả bên chị, biết không? Đó.
cho nên chị cũng trả lời để em biết chứ, rồi bác sĩ mà làm gì mà ế đâu. Không ế chứ, môi trường mình không phải là ế, nhưng mà Ờ, bác sĩ đẹp trai quá trời luôn nè, răng hàm mặt nữa. mình làm việc, mình tập trung làm quá, dạo này mình lớn mình khô khan đi Lớn khô khan rồi, mới giờ này mà khô khan rồi. à, do mình hơi Năm thì khô hơi khan, trời ơi. hơi, hơi tập trung công việc. Khô không, thấy mày khô Ừ, thấy cái mặt khô à, cũng khá không? khô. Rồi bây giờ Phú mong muốn bạn nữ, bạn gái của mình đó thì ngoại hình như thế nào? Cũng tương đối chứ, không cần quá xuất sắc đâu, Nhưng mà ý là cao 1 mét bao nhiêu? trên mét sáu rồi. Phú cao 1 mét nhiêu? Em mới 65 cho nên em cần một bạn có cái chân xíu á, À, cao 1 mét 60. 65. Rồi vậy thì bây giờ bạn ấy hiện tại ở đâu được nè, quê quán nè? Quán thì ở đâu cũng được chị, Miền nào cũng được đúng không? miền nào cũng được. Rồi, gì nói gì nhìn nhựa ghê vậy? Để mình suy nghĩ, có những miền đó nó không được nhưng mà Không, em cũng cứ nói được. đi. Em không thích miền Tây đúng không? Miền Tây thì em thích con gái miền Tây mà bản lĩnh đó, chứ không phải là không thích. Đó, cái chị trung hình được không? Cái chị đang nói chuyện máu hồng hồng cầm micro được không? À, Ở em không biết miền bản lĩnh đâu. Em con gái miền Tây, người miền Tây em thích, nhưng mà con gái thì em thích một người bạn bản lĩnh hơn. cô gái mặc áo đỏ đó trong hình đó em. Giờ tùm Bớt lum mà em có biết đâu. chung đi. Ừ, được rồi, từ từ em sẽ biết. Hình không Rồi, mà em biết đâu. hình ảnh mang tính minh họa thôi, hình người khác đó, chứ không phải ekip đâu. Đúng rồi, hình ảnh em mình thì ý là miền Tây thì cô gái đó thì bạn lệnh Không, á, nhưng nãy ý của em là em có không thích miền nào không? Ý em thì em cứ chia sẻ thôi. Ừ. thì em thứ tự ưu tiên sẽ là miền Tây Nguyên đó, Ừ, Tây Đà Nguyên. Nẵng, Đà Nẵng, Lâm Đồng rồi mấy cái tỉnh Tây Nguyên á. Rồi bây giờ tuổi tác hay như thế nào nè, em thích cái tuổi như thế nào cho chị con số nhất định luôn. Tuổi tác thì theo như em xem thì hợp tuổi á, mà tao khỏi đấy, bây giờ cứ nhỏ em là được, hoặc là 99 2K3. Từ 99 tới 2K3 tới 99 đúng không? Dạ. Rồi. Hai cái bà già trong hình là bỏ rồi đó chị Trúc. Rồi, tiếp nào rồi. Nghề nghiệp thì như thế nào? Nhiều vị đừng chung nghề em. Không chuyên nghề, miễn có công ăn việc làm ổn định đúng không? Đúng rồi, được làm ổn định. Rồi. Tôi gái có tha phu cũng được không sao. Rồi, em không thích con gái như thế nào? Em cũng không có cụ thể là mình không thích cô ấy như thế nào, mà em nhìn thì cứ biết sống bình thường như vậy, cứ giao tiếp bình thường là được rồi, không cần gì quá ghê gớm đâu. Ok. Rồi đây là một bữa casting ngủ hẹn hò thôi. Thì nếu mà bên ban biên tập mà kiếm được người gái phù hợp với em thì sẽ gọi lại cho em liền ha. À, rồi có thể hứa hẹn trong tháng này cho em lên hình gấp á. Là thí dụ như mình em hỏi xíu nữa là mình gây ghi hình là tháng này rồi là mình lên luôn, hay là mình có lưu lại đó, mình từ từ mình cho lên không chị? Có ghi hình lên luôn. Lên lên Có lên lên một phù, có người phù hợp là cho lên luôn. rồi, ok rồi, ok chị, coi Ủa em kiếm hát, cái em hát hò được không? em hát dở mà em say vô mới hát được, bình thường mà không có bi liệu em hát không có được đâu. À vậy hả? À, Rồi là phải ok. say rồi mới biết hát được. Ok, rồi cảm ơn em ha. Nhưng mà chị không, nhưng mà em thích người gái mặn mà, hơi mặn mà xíu quá. Mặn mà là mặn như thế nào? Thôi thì mặn mà em không biết vậy, để sao mình nhìn cho nó Là ướt kiểu ướt. sexy đúng không? Dạ. Kiểu sexy đúng không? Cũng được. Em nói chung sống mở mà. Ừ, rồi ok. Dạ. Rồi cảm ơn em rất là nhiều ha. Dạ, em bay cho mấy chị. Dạ. Thưa toàn thưa tra thưa chính vị, hiện tại đang công tác tại ủy ban nhân dân xã toàn. Ở Huế luôn. Dạ vâng. Ờ, công việc mình cụ thể là gì vậy nha? Vậy bạn? Giờ văn hóa thông tin và chủ tịch hội chữ thập đỏ. Văn hóa thông tin. Làm coi như làm cán bộ nhà nước đó đúng không? Dạ vâng. Ừ.
rồi mình chia sẻ một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình. Và trong trường hợp là chương trình quay hình ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình vẫn bay vào đi tham gia được đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Rồi, ok, vậy mình chia sẻ đi ha, điểm mạnh, điểm yếu của mình, đường tình duyên của mình ạ. Dạ vâng, điểm mạnh của em thì từ tính năng động ạ. Hiện tại đang đang giảng dạy hai lớp karate của đứng trường lớp của hai võ đường của Huế. Chắc là điểm mạnh là bên chỗ điểm mạnh của em là võ thuật ạ. Điểm yếu là theo đuổi thường thường là mình có tính công địch ạ. Ừ, rồi bạn mình chủ động chia sẻ đi Tâm, còn gì nữa không ạ? Dạ vâng, về điểm mạnh điểm yếu thì chỉ có vậy thôi ạ. Rồi xong rồi mình nói về đường tình duyên của mình được bao nhiêu mối tình hoặc mình đã kết hôn hay chưa? Dạ vâng, hiện tại em vẫn chưa kết hôn ạ. Và đường tình duyên của em thì có một mối tình thời đại học ạ. Rồi lý do làm sao chia tay bạn? Dạ, lý do chia tay là bằng đó về hai đứa không hợp tính nhau ạ. Không hợp cụ thể sao ạ? Dạ vâng, thì nói chung người ta yêu một lúc hai người nên mình rụt lui ạ. Là sao ạ? Mình nói rõ hơn một chút đi ạ. Dạ vâng, thì có hai người cũng theo đuổi nhưng mà mình được chấp nhận trước nhưng mà sau người ta lại thay đổi á. Ừ. Vâng. Nhưng mà anh có biết lý do tại sao người ta lại thay đổi không? Thì, em đầu đại học giáo dục thể chất, còn cái người bạn trai kia thì đầu đại học công nghệ thông tin ạ. Do công việc nếu như mà về tương lai thì người bạn trai đó ổn định hơn ạ. Ừ. Rồi, hiện tại anh đang ở Huế thì anh đang ở với ai? Giờ em đang sống với mẹ. Thì là chỉ có hai mẹ con thôi ha. Dạ vâng. Gia đình chỉ có hai mẹ con, có ba anh chị em nhưng mà điều mỗi người điều đó là có gia đình riêng của mình được. Rồi, ủa nhưng mà anh đã độc thân được bao lâu rồi? Giờ thì năm nay 34 tuổi rồi chị. Là mình ý là mình không có tìm hiểu ở nơi làm việc của mình không tìm hiểu ai hết hay là sao anh? Dạ vâng, hiện tại cơ quan của em điều là lập gia đình hết rồi, chỉ còn một mình em thôi. Hết rồi, bây giờ ví dụ như bây giờ anh đến với chương trình đây, anh mong muốn bạn gái của anh là như thế nào về ngoại hình đó? Dạ vâng, chỉ là ngoại hình thì chỉ bình thường là được rồi ạ. Cho em xin cái chiều cao, anh cao nhiêu? Dạ em cao 1m67 ạ. Cao 1m67, vậy giờ bạn nữ cao 1m55 được đúng không anh? Dạ được ạ. Rồi, về nghề nghiệp thì anh muốn bạn nữ như thế nào? Dạ vâng, hiện tại em đã có cơ sở là một quán cà phê và một quán ăn rồi, nên nếu như mà được thì bạn ấy có thể về làm cùng ạ. Còn nếu không thì bạn có thể thích công việc nào cũng được, tùy vào lựa chọn ạ. Ví dụ như bạn nữ ấy, có hiện tại với cái nghề nghiệp bạn nữ ấy là tốt nghiệp cũng được đúng không? Dạ được ạ. À, ngon vậy trời. Rồi, bạn ấy bây giờ hiện tại là ở đâu, quê quán ở đâu gì được ạ? Dạ ở đâu cũng được, miền sáu là nếu về sáu thì có thể ở Huế là được, nếu là chồng thì có thể ở Huế là được. Miền nào cũng được đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, anh còn mong muốn gì bạn nữ nữa không ta? Về tuổi tác đi, anh mong muốn bạn nữ là cỡ tuổi bao nhiêu? Dạ từ cỡ 28 tới 33 tuổi. 28 tới 33 tuổi rồi, ok. Rồi, anh còn mong muốn bằng nữ như thế nào nữa không nào? Ví dụ như mình không thích. Dạ không ạ. Mình không thích bằng nữ như thế nào? Dạ, ý là đừng có dữ dằn quá, đừng hướng dữ quá. Không dữ dằn, rồi. Còn gì nữa không? Dạ, còn một cái đó. Rồi, dễ tính vậy hả? Rồi, ok. Thì đây là một buổi casting bằng hẹn hò thôi. Nếu mà anh được lựa chọn vào chương trình á, thì sẽ có một bài biên tập làm việc với anh sâu hơn ha. Dạ vâng. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều.